Rồi, như các bạn đã thấy ở trên tiêu đề của video thì năm 2023 năm nay thì có thể các bạn không biết hoặc là đã biết thì Apple không ra mắt bất kỳ một sản phẩm iPad nào hết. Từng được không? Và để có thể lý giải được cho điều này thì các bạn hãy xem hết video này để có thể hiểu được là tại sao là Apple lại làm như vậy các bạn nhé. Và đây là Top Zone từ mình chia review về các sản phẩm của Apple. Theo luật thường niên thì Apple sẽ cho ra mắt những sản phẩm mới ở trong hệ sinh thái của mình, chẳng hạn như là iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch. Và đặc biệt là trong năm 2023 năm nay thì Apple còn có cho ra mắt thêm một cái sự kiện, một cái sản phẩm mới nữa, một cái phụ kiện mà các bạn sẽ nghĩ là nó mang tính tương lai, đó chính là Apple Vision Pro, một chiếc kính thực tế ảo. Nhưng mà tuy nhiên thì nếu như mà các bạn để ý kỹ thì chiếc iPad mới nhất, đó là iPad Pro M2, được ra mắt vào tháng 10 năm 2022. Còn trong năm 2023 thì các bạn sẽ không thấy bất kỳ một sản phẩm iPad mới nào hết. Thì lý do tại sao lại như vậy? Theo như một nguồn tin mà mình đã có đọc ở trên mạng thì cái việc gián đoạn trong một cái lộ trình ra mắt iPad á, cho thấy là Apple đang tính đến việc điều chỉnh lại hướng đi của sản phẩm. Nguyên nhân là do iPad ngày càng tiên tiến hơn nè và được sử dụng rộng rãi nhiều hơn. Cho nên là cái nhu cầu nâng cấp thiết bị mới hầu như là không có thường xuyên diễn ra. Bên cạnh đó thì cái hệ điều hành iPad OS mới thì liên tục nhận được những cái phản ánh tiêu cực do quá là phức tạp. Cho nên đây là những cái lý do mà Apple ngừng công bố sản phẩm iPad mới trong năm 2023 để có thể định hình lại dòng sản phẩm này, cũng như là với mục đích rõ ràng hơn, thương mại rõ ràng hơn. Bên cạnh đó thì Apple còn chuyển hướng sang việc gọi là nâng cấp cũng như là cải tiến về phần mềm của iPad OS. Bởi vì cái hệ điều hành này thì gặp khá là nhiều những phản ánh tiêu cực từ người dùng. Tuy nhiên thì trong năm 2024 lần này thì một số những cái đồn đoán cho rằng là Apple sẽ chuẩn bị để có thể bù đắp một cái thời gian đã quá là lâu cho sự thay đổi mới mẻ của iPad. Có thể sẽ là sự xuất hiện của những cái mẫu thiết kế iPad Pro mới nè, thậm chí là một kích thước màn hình mới lớn hơn và một cái phiên bản thay thế nhôm cho chiếc Magic Keyboard nè và trackpad. Và Apple sẽ nhằm nâng cao khả năng hoạt động của một chiếc iPad giống như là một chiếc MacBook. Và đó là tất cả những gì mà mình đã có biết được về việc là tại sao trong năm 2023 thì Apple không cho ra mắt các sản phẩm iPad mới. Và mình hy vọng là trong năm 2024 lần này thì Apple sẽ cho ra mắt một cái dòng sản phẩm iPad mới, nó pro hơn, nó lớn hơn và đặc biệt là nó sẽ có nhiều công nghệ và phải tối ưu về phần mềm nhiều hơn so với cái phiên bản hiện tại ha. Và nếu như mà các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Top Zone nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.